Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ Ngọc đang ở Chicago, nhà của chú Ngọc. Thì tự nhiên cái sẵn tiện này hai chú cháu mới nảy ra ý định là Ngọc sẽ xin giới thiệu với tất cả mọi người cái nhà của chú Ngọc ở Chicago, cũng giống như cho mọi người thấy một cái góc nào đó của cái Chicago, nhà nó như thế nào, rồi được xây dựng sao, rồi ở ngoài nhìn như thế nào, ở trong nhìn như thế nào, và cái giá cả của nhà sẽ như thế nào. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc để quay cái video này nha. Thì đây nè mọi người ơi, hiện tại thì Ngọc đang đứng ở phía ngoài của cái nhà của chú Ngọc. Thì cũng như tất cả mọi người đã thấy thì hiện tại bây giờ đang là mùa thu, nên là những cái lá nè, các bạn thấy những cái lá cây màu vàng chuyển màu rất là đẹp luôn. Cái cả Chicago nó cũng hơi tựa Michigan vậy đó các bạn, thời tiết cũng y chang nhau. Ví dụ như hôm nay Chicago mưa thì khoảng ngày hôm sau hoặc là chiều là bắt đầu tới mưa bay tới Michigan liền ngay lập tức. Nhưng mà Michigan nó không bằng Chicago. Một cái là Chicago có danh hiệu là Windy City, là cái thành phố của gió rất là nhiều, nên là nó sẽ hơi lạnh hơn một chút. Thì bây giờ Ngọc sẽ quay, chú Ngọc đang là người cầm camera cho Ngọc, thì Ngọc sẽ có những cái câu hỏi và chú sẽ trả lời. Thì bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu quay cái căn nhà cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ chú muốn là dẫn mọi người đi đâu trước chú ta? Bây giờ một vòng tròn ở cái khu vườn đi, căn nhà xinh nhỏ nhỏ đi ha. Đây. Rồi, ok, bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu từ cái khu vườn nhà của chú Ngọc. Thì ở đằng đây là cái quang cảnh đằng trước nhà này các bạn. Đó. Ở bên trái của chúng ta đây là cái garage, là cái chỗ đậu xe. Còn đây là những cái khu vườn nhỏ trước nhà. Thì mùa hè rất là đẹp, tại vì mình trồng hoa rất là nhiều, nhưng mà tới cái mùa này thì bắt đầu lạnh rồi nên hoa sẽ chết, nên là thím Ngọc đã ra làm vườn, đã cắt hết những cái này rồi. Hiện tại bây giờ là sắp tới mùa Halloween nên là phải có những cái trái bí đỏ này nè các bạn. Đó, để trưng cho nó cái màu cho nó đẹp. Đó. Nói chung là thím Ngọc cũng rất là yêu cây cỏ, nên là rất là chăm sóc chu đáo. Tại cái vườn nhìn cũng rất là gọn gàng, hả chú? Đúng rồi cả. Rồi, bây giờ là qua tới đây. Đây cũng là một cái phần cây khác của nhà. Đó. Rồi tiếp theo là cái phần nào nào? Rồi bây giờ để view hết vòng tròn cái khu vực hết của xung quanh trong nhà đi. Các bạn. Nói các bạn, thì cái tổng quan của căn nhà chỉ là một cái khu như vậy thôi, vuông nhất như vậy. Trước nhà cỏ cây đã được cắt đầy đủ hết. Cái này chú, cái cỏ này là mình đóng tiền cho người ta cắt hả chú? Đúng rồi con, thường là hàng tuần đó. Dạ. Thì có người đến dọn dẹp vệ sinh rồi cắt cỏ mỗi thứ hai đó con. Dạ, cái khu này là con thấy là rất là êm đềm. Con thích không? Rất là êm đềm. Thấy nó nhẹ nhàng lắm. Rất là tốt luôn, chú mua được cái căn nhà này con rất là mừng luôn á. Cảm ơn con. Dạ. Rồi bây giờ thì Ngọc sẽ mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc đi vô bên trong của căn nhà nha. Rồi. Các bạn ơi, hồi nãy giờ quên giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chú Tám của Ngọc. Các bạn thấy chú Ngọc giống ba Ngọc không? Ba, nhà của bà nội Ngọc thì có 10 anh em, thì 8 trai với 2 gái, thì đây là chú thứ 8, còn chú mà Ngọc đang quay căn nhà là chú thứ 5. Thì chú Ngọc thì ở bên Việt Nam mới qua, thì Ngọc là có coi video là chú Ngọc mới mua cái chiếc xe Lexus màu đen rất là đẹp. Bây giờ chú lại chú giới thiệu chiếc xe chú cho con coi thử. Đây, xe này con. Dạ. Chiếc xe này là chú Ngọc là mua ở bên Cali, lái từ Cali đi về Chicago luôn các bạn. Đó. Oh, wow. Chú thì yêu thích xe. Dạ. Quá đẹp luôn. Đẹp không? Quá đẹp luôn á. Ngồi thử coi. Rộng rãi con hả? Rộng rãi đó, có chỗ để chân, để đồ rất là rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ. Có cần số không chú ha? Chạy em không? Chạy em lắm con. Chú nói chìa khóa chạy thử đây. Ừ. Cần số. Thấy không con? Dạ. Xe này được cái là chú mua xong đó là chú mua cái dàn lốp bự. Mua bánh xe mới luôn hả? Bánh lốp bự của 570 con. Dạ, đây là Lexus 570. Nó là 460 nhưng mà chú 460. Mua cái bộ mâm bộ lốp luôn, chú bỏ vô luôn. Dạ. Tháo bộ mâm lốp thì chú cắt ở nhà sau hè. Cái xe này đó, nếu mà con chạy gia đình family đó, con chạy đồ rất là đúng rồi. Rất là tiện lợi, tại vì nó bự, tại vì khi mà có con á là phải cần một chiếc xe rất rất là bự. Mình vừa phải có cái chỗ để cho nó xe cho nó ngồi, lại vừa phải đi đâu cũng mang theo rất rất là nhiều đồ luôn, nên là chiếc xe này là một cái chiếc xe mà gọi là chiếc xe cho dành cho gia đình đó. Tiện nghi hả con hả? Xe con cũng vậy mà. Xe con cũng vậy. Ừ.
Xe con cũng quá bự vậy đó, nên là có con mới mua cái chiếc xe bự. Đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn, chú Tám mình là quá tuyệt vời luôn. Hay lắm bồ ơi. Để chạy qua con đó. Mua xe đi hết mấy anh em đi qua con đó, đi cho nó rộng á, chứ không đi cái xe nhỏ nhỏ nó đi ngồi nó chặt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình vô nhà ha. Dạ, vô nhà. Ok. Đây, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc đi vô trong nhà nha. Đây là hộp thư đây nè các bạn. À, hộp thư. À, hộp thư. À, cái hộp thư là người ta sẽ bỏ, ai mà có thư có từ là người ta sẽ bỏ vô cái hộp này. Rồi, vô nhà chú ơi. Rồi. Welcome everybody. Vô nhà để giày ra. Năm khỏe chưa hả? Khỏe, năm khỏe, tám có khỏe không? Khỏe. Lâu ngày mới gặp tám. Em khỏe không? Lâu ngày mới gặp tám. Thì đây nè mọi người ơi, vừa bước vô nhà thì đây là cái không gian phòng khách của gia đình đó. Bây giờ chú đi theo con một chút để mình có thể quay cận kẽ cái không gian phòng khách. Thì phòng khách thì có ghế, có bàn, rồi đằng kia là cái máy sưởi đi chú hả? Lò sưởi đó con. Lò sưởi. Rồi ở đằng đây mình có một cái tủ đựng rượu rồi, rất là đẹp luôn. Ở đây là có con tiền thu, những con ngựa. Con thấy chú trang trí cái nhà này được đẹp. Đơn giản không hả? Dạ, đơn giản. Chú thích những cái gì đơn giản thôi. Rồi, qua tới bên không. Hai bên này là hai cái loa. Đúng rồi. Loa rất là đẹp mà chú Ngọc đó là có một sở thích bỏ nghe nhạc. Nên là cái chỗ nào mà giống như ở trên hay dưới đồ này kia là cũng phải có những cái dàn loa, những cái đồ mà để nghe nhạc hết đó. Rồi qua tới đây là wow, cái đồng hồ này đẹp nè. Cái đồng hồ này rất là đẹp luôn nè. Rồi ở trong đây thì mình cũng mua những cái con búp bê nhẹ nhàng đồ chân vô. Cái đồng hồ quá đẹp luôn á. Con muốn giới thiệu cho mọi người cái góc qua thờ của nhà. Đây. Đây là cái góc thờ cúng của gia đình cúng của Ngọc. Ở trên đó là Phật Mẹ Quan Âm. Ở giữa là ông nội của Ngọc. Ông nội của Ngọc mất là chuẩn bị tới tháng 12 thì là được gần 2 năm rồi. Còn ở dưới đây là ông Thần Tài Thổ Địa thì sáng nào cũng vậy hết á. Chú Thiếm là vậy là cái là có trái cây thắp nhang lên đầy đủ. À, chú Thiếp Ngọc rất là kỹ trong những cái chuyện đó, rất là tốt luôn. À, thì bây giờ con mời cho chú qua tới đây. Đây là không gian của phòng khách, phòng ăn. Thì ở phòng ăn thì có một cái nhà mình thì thường thường thích ăn ngay chỗ này nè. Đúng rồi cả. Thì, bếp nó dọn xong qua tới đây thì ăn cho nó gọn mà nó ấm cúng nó vui luôn. Nhưng mà ở bên đây đó thì cũng có một cái không gian của phòng ăn, có cái bàn ăn đồ đàng hoàng. À, ở trên đây là cái đèn là rất đẹp luôn nè mọi người. Đó, ở đây thì ăn cái kiểu giống như là mình có khách đồ này kia đông nữa kìa. Đông. Cái bàn đó có thể kéo ra 10 người á không? Bàn này có thể kéo. Ủa cái bàn này có thể kéo dài được luôn không? Đúng rồi cơ. Cái bàn này kéo mà khách đông nữa chú kéo ra. Dạ. Chú cái set bàn này với cái set này có giống nhau không? À đó là nguyên một set đó con. Nguyên một set luôn đó. Còn cái tủ này chú đựng gì trong này đây? À tủ này thì đựng những cái đồ mà cần thiết linh tinh vậy đó con. À bên góc này cũng có đây. Đây là cái nút bạc của kênh YouTube của chú Ngọc nè các bạn. Chú có định treo này lên không? Hay là chú đang định treo mà chú đang để đặt một cái tủ kiến hay là chú đang nghiên cứu đó con? Đang nghiên cứu rồi, vẫn còn để đây hả? Vẫn còn chú để đó. Những cái bức tranh trong nhà này ai là người chọn? À chú. Chú là người chọn những cái bức tranh trong nhà này. À. Quá dữ luôn. Bên đây là cũng có cây chẳng nè các bạn. Thiếp cái cây này là cây chanh hả Thiếp? Cây tắc đó con. Tắc hả? Ừ. Cây tắc á. Mà Thiếp nghĩ để trong nhà vậy quanh năm nó có sẽ ra trái không? Có trái rồi này con thấy chưa? À đây nè, trái nè. À có trái đó con. Hả? Đó, còn cây này cây gì? À cái này là chú cây. Cây này là cây gì? Cây này hả? Cây này cây gì bà xã? Cây Cây này không biết bác ai. Đây nè mọi người ơi, đây là cái không gian của phòng khách, đây là không gian của Thiếm, Thiếm lại đây nha. Không gian này là của Thiếm mà, tại sao Thiếm lại né? Không gian này là của mình. Dạ, cái không gian này là và bên đây là có một cái tủ lạnh để đựng tất cả những cái loại đồ ăn. Còn đây là tủ để đựng ly tách. Ly tách rồi các bạn. Đây là những cái ly mà kỷ niệm của gia đình nè, có hình xu với beo la nè. Đó, Thiếm lúc nào cũng để đây hết á. Rồi bếp. Cái sinh. Cái này cả máy rửa chén. Con này máy rửa chén hả? Dạ. Đây cái máy rửa chén nằm đây. Đang rửa đó, đang rửa chén hả Thiếm? Rồi đây, qua tới đây là bếp nấu ăn nè các bạn. Rồi những cái hộc tủ để mình đựng tất cả những cái loại đồ. Còn đây á, ở trên đây á, là mình tô chén dĩa nè. Tô chén dĩa này là của Thiếm Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc đó các bạn. Đúng Thiếm rồi. Ngọc rất là thích yêu thích những cái kiểu thiết kế của người Hàn. Người Hàn.
nó có một cái nét nào nó nhẹ nhàng mà nó sang trọng, nó tốt lên cái vẻ sang trọng, nên là rất là tốt luôn, rất là tốt. Hồi nãy còn quên giới thiệu tất cả mọi người là khi vừa bước vô cái căn nhà một cái đó, ở bên trái thì có một cái tủ, cái chạy nhiều mà không có đáp nữa. Đó thì cái tủ là cái tủ đây đựng quần áo nè, phải đựng áo khoác. Áo khoác, nói chung là cái tủ này đó là khi mà khách đồ đến đó con. Khách tới đó. Khách tới đó thì mình sẽ có để mùa lạnh đó, dạ, khách treo áo lạnh ha. Cái tủ rất là lớn luôn mà chỉ để đựng áo khoác thôi các bạn. Áo khoác thôi. Dạ. Rồi, tiếp theo, đây là lên lầu. Trên lầu này thì không có cái gì các bạn, trên lầu này chỉ là ba cái phòng ngủ thôi. Thì với một cái toilet, thì một cái phòng ngủ đây. Đây. Nhưng mà Ngọc xin không, nhà Ngọc xin phép với các bạn, Ngọc không có mở cái phòng ngủ, tại vì cái phòng ngủ là cái nơi riêng tư, nên là Ngọc xin phép với các bạn là không có mở ra, Ngọc chỉ giới thiệu các bạn thôi. Đây là một cái phòng lớn nè, còn cái phòng này với cái phòng này là hai cái phòng nhỏ để đi chơi cho khách đó. Và bây giờ Ngọc sẽ đây, vậy đây, hai chỗ này là một cái nhà tắm cho mày, có chỗ để đi vệ sinh rồi có chỗ tắm đó, và cái không gian nó đơn giản như là như vậy thôi. Nó đi tới đâu mình phải tắt điện tới đó, mình phải biết tiết kiệm điện. Còn tiết kiệm ghê hả? đây, vừa xuống ở đây là một cái bức tranh nè. Bức tranh này là chú là người chọn bức tranh này đúng không? Đúng rồi cả. Thường thường buổi sáng ra chú hay xuống dưới đây xong nhìn cái bức tranh hai vợ chồng kìa. Hai vợ chồng đang nắm tay nhau chú mưa. Nắm tay nhau tung tăng á. Con biết bản nhạc mà nắm tay nhau trên đường tung tăng như bao ngày tháng. Đó, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc đi xuống cái chỗ này, là cái basement, là cái phòng cái family. Đúng rồi. Ngọc còn quên cái tên mà để cho cái basement là cái tiếng Việt là cái gì rồi, nhưng mà đây là cái phòng này là nói chung là cái phòng mà để sinh hoạt chính của gia đình luôn đó. Sau khi giờ mà giờ ăn uống rồi này kia là gia đình sẽ sinh hoạt ở đây. Đúng rồi. Thì, đây cũng có một cái couch để gia đình ngồi sinh hoạt. Cái không gian này là rất là ấm cúng luôn. Thì chú Ngọc á rất là một người rất là yêu thích âm nhạc, nên là đây là cái dàn loa để mà chú nghe nhạc hát karaoke với bạn bè. Đây là những cái món đồ mà chú Ngọc tự mình đi mua, tự mình lựa chọn cái hiệu nào hiệu nào sao. Chú để hoàn thành một cái bộ này nè mất chú bao nhiêu thời gian? Rất nhiều thời gian con, là bởi vì ví dụ như hôm nay chú mua được cái này thì chú đang tiếp tục tìm ví dụ những cái đồ để thích hợp với cái dàn nhạc của mình đó con. Cũng đang tìm đó, bây giờ là đại khái là cũng đầy đủ rồi đó con. Dạ. Vậy còn trên này là một cái tivi. Cái tivi này bao nhiêu inch chú ạ? Cái tivi này là 75 inch. 75 inch một cái tivi. Cái tivi này dành để hát karaoke đã đó các bạn. Khi mà qua đây là cái mà Ngọc yêu thích nhất là để karaoke. Nói chung là gia đình rất là có cái máu hát cho vui, nên là chú cháu sẽ uống vài ly rượu rồi cái ngồi hát karaoke ấm cúng chơi với nhau cho vui đó. Thì đây là đơn giản một cái không gian của cái phòng basement. Rồi qua tới đây á, là đặc biệt qua tới đây có thêm một cái bếp nữa, cái khu bếp nhỏ nữa, mình có thể nấu nướng đồ bên này luôn đó. Sáng ví dụ như không muốn ăn ở trên thì mình xuống dưới mình ăn, ngủ cà phê coi tivi đồ dưới đây cũng được. Đúng rồi, đây là có đầy đủ luôn. Ở trên có cái gì là dưới này có cái đó, có ly, có chén, có dĩa đồ này kia đầy đủ hết. Có ở đây có một cái microwave này nè, có máy làm cà phê, rồi máy nước nóng, rồi cái máy để nướng bánh mì, cũng có tủ lạnh, có tủ lạnh để tất cả các, nói chung là không có cần phải chạy lên trên để lấy cái gì hết. Còn đây là cái máy, cái này là cái này em cái mới nè, là Ngọc qua là Ngọc thấy thím Ngọc xài này. Cái máy gọi là cái máy Karen, cái máy này là cái nước sạch đó các bạn. Là chú thím đầu tư vô cái máy này rất là nhiều luôn, để có những cái nguồn nước sạch để uống đó. Là đây thấy các bạn thấy không, dao chén dĩa gì nó cũng nằm đây hết nè, tại vì những cái đồ này nó thuộc về ở dưới này. Đúng rồi cả. Đó. Qua tới đây con thấy chú cũng như là một cái bức tranh nhỏ nhỏ này nhẹ nhẹ cả, nhẹ nhàng luôn nè. Xin lỗi cả nhà, cái này cũng như là family, sinh hoạt bê bối nha. Dạ không,
Tại vì mấy ngày nay Ngọc qua chơi đó các bạn, nên là nhà có con nít rồi, nhà có khách rồi này kia, nên là đồ đạc sẽ rất là lung tung luôn, nên là xin mọi người thông cảm nếu mà cảm cái video này, nếu mà cái video này nó hơi hơi bị bừa bộn. Yeah. Ở dưới của basement á là có một cái cánh cửa để mình bước ra cái garage là cái nhà xe, thì Ngọc sẽ mời tất cả mọi người ra coi cái nhà xe. Quên nữa một cái nói nha. Khoan. Dưới đây này. Rồi, bước ra nhà xe đây. Thì cái phòng này đó là cái phòng mà mọi người sẽ rất là yêu thích khi mùa hè tới. Tại vì mình được ngồi ăn ở ngoài trời á, mở cái cửa garage ra rồi mở mấy cái cánh cửa khác ra nó rất là sáng ấm, chứ còn mùa hè không ai thích ăn hang ở nhà đó. Thì ngoài đây chú Ngọc cũng để những cái bàn để mình ăn, rồi giày dép, rồi chú cái máy này, cái máy hút tuyết là phải không? Đúng rồi đó con. Cái máy này để là tuyết rồi này chi khác nọ nè. Ủa cô chú ngoài đây cũng nghe nhạc luôn hả? Chú là set up chú nhạc ở chỗ nào cũng có. Ngoài đây cũng có nhạc luôn trời ơi. Rồi đây là cái garage, là cái mà để mình để những cái đồ mà mình ít dùng tới, nên là giống như là một cái nhà kho vậy đó, nên là mình chất những cái đồ đạc ngoài nhà kho. Ghế bàn đúng rồi con, như mấy ba đồ dùng cả xài hàng ngày như là giấy nè. Nhưng mà thường thường tới mùa hè ấm á thì chủ hay ra đây ngồi buổi sáng uống cà phê rồi mở một vài bản nhạc lên vậy đó. Ngồi nghe con. Cái ra này nếu mà mình không muốn để này đó, mình chạy hai chiếc xe mình vô cũng được luôn. Đúng rồi con. Khi mà trời tuyết quá đó, mà nếu mà mình để xe mình ở ngoài mà mình dậy mình phải cào tuyết xuống đó thì nó sẽ quá là cực. Nên là mình có thể chạy chiếc xe vô đây luôn. Với lại cái điều thứ hai á là mình có thể từ ở trong nhà mình ra mình đề cái máy xe trước. Đúng rồi. Xe mình nắm lên, xong rồi mình khỏi cần phải chạy ra ngoài mặc áo rồi này kia khi mất công. Đó. Thì ở đây nè, Tiến cũng là một cái bếp ga rồi này kia nè. Đó, bếp mọi chỗ mọi nơi luôn, thấy không? Chỗ mọi nơi. Còn con nhìn bên góc kia là cũng có hai cái tủ lạnh bên góc kia luôn. Hai cái tủ lạnh bên góc này luôn. Đó. Rất là nhiều tủ lạnh, nhà chú là không có gì ngoài tủ lạnh. Đó, tất cả mọi thứ luôn. Rồi ra bên đây là có một cái cửa hông ở bên đây nữa. Xin lỗi mọi người Ngọc quan dép, tại vì từ ngoài đi từ trong nhà đi ra. Đây. Rồi đây, đây là cái khu vực ở ngoài của gia đình mình. Thì Thiếm Ngọc có một cái khu vườn nho nhỏ. Những bông hoa nhỏ mà. Đây là khu vườn này là mùa hè là Thiếm trồng rất là nhiều loại, giống như là rau muống, rồi ớt, rồi chanh, rồi cải, rồi nói chung là rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ là lạnh quá rồi nên là phải nhổ bỏ hết, là chết hết rồi. Nhưng mà mùa hè các bạn ra cái khu này các bạn thấy một màu xanh tươi, mà những cái loại rau sạch ăn uống rất là tốt luôn cho sức khỏe luôn. Ngọc cũng mơ ước có một ngôi nhà rồi cũng có cái khu vườn nho nhỏ để có thể khi mà mình có thời gian rảnh rỗi mình có thể trồng trọt rồi này kia, ăn uống những cái loại rau sạch đó, thì mình cũng cảm thấy là vui hơn, cảm thấy khỏe hơn luôn. Tự nhiên nó làm cho tinh thần mình cảm thấy nó đỡ khỏe đi ra chợ để mua, mà mình an tâm về những cái gì mà mình đang sử dụng. Rồi đây. Ủa mà sao hiện tại bây giờ mùa lạnh mà mấy cái ớt nó vẫn còn à? Sao nó vẫn còn con, cái kiểu mà sống eo ụt đó. Các bạn, trái cũng còn nè, lần đầu tiên Ngọc thấy trái ớt màu tím nha các bạn. Lạ không? Ớt này ớt gì vậy ta? Ớt này loại gì sao? Nó cũng nhiều giống mà, ớt mà chú ăn thử chưa, cay không? Cay. Cay lắm à? Cay. Wow, đã ha. Quá đã luôn. Thì ở đây là có một cái lò nướng nè chú nè. Đúng rồi. Cái lò nướng để mùa hè mình có ra để mình nướng đồ ăn. Ở bên đây là một cái khu vườn. Cái này cái khu vườn Ngọc nghĩ rất là đẹp cho mùa đông. Tại vì khi mà các bạn, những cái cây này sẽ không bao giờ chết, vì những cái này là cây thông mà. Nên là khi mà tuyết xuống á, nhìn ra tuyết phủ lên những cái cây thông á, thì nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất là mùa đông, nhìn nó rất là Noel luôn á. Đây, rất là sạch sẽ, được cỏ được cắt gọn gàng, xanh tươi. Đó, rồi bây giờ là như vậy là xong được cái khu vực bên ngoài của mà cái khu vực này chú cũng dành riêng cho hai em Su là đó cơ. Để nó chạy ra nó chơi đó, chạy tung tăng ở mùa hè đó. Một cái điều mà con rất là thích đó là tại vì nhà mình hàng rào rồi hết luôn. Đúng rồi cơ, nó chạy ra mình không có hề sợ con dây mà mùa hè mà nó xuống đây một cái là cho nó chạy thoải mái luôn, rất là vui luôn. Đây nè mọi người ơi, hồi nãy giờ là đây là cái người chú mà đi theo Ngọc để quay vòng cho rồi. Tất cả mọi người cùng xem, đây là chú thứ năm của Ngọc. Thì cái video này á, hồi nãy thì Ngọc cũng quay tổng thể cho các bạn một cái ngôi nhà của chú Ngọc ở bên Mỹ. Thì Ngọc hy vọng là một cái video bổ ích để cho mọi người có thêm một cái tầm nhìn khác về một trong những ngôi nhà ở nước Mỹ của tiểu bang Chicago. Thì Ngọc hy vọng là các bạn thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ, cũng như là kênh chú của Ngọc Bình Huỳnh Cuộc Sống Mỹ ở Chicago. Ha. Rồi chú chào khán giả của kênh con đây chú. Rồi trước khi tạm biệt cuốn video đó con. Yeah. Thì chú cũng đại diện gia đình.
xin gửi lời cầu chúc đến đại gia đình Trông Khen của con. Một ngày mới, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, con người lúc nào cũng sức khỏe dồi dào các bạn. Thôi xin tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt tất cả mọi người.